Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Phát Ca, trung tâm mua bán ô tô xe cũ. Hôm nay Thuận sẽ review cho mọi người xem một chiếc xe Tucson đời 2018 mà còn rất là mới. Rồi, thì bên Thuận đây vừa mới về đó là một chiếc Tucson phiên bản turbo máy 1.6 đời 2018 màu trắng. Xe này hiện tại đang là biển Đồng Nai nha mọi người. Tại sao Thuận nói nó là như mới? Thì tí nữa Thuận sẽ đi sơ về xung quanh xe, nội thất và ô đô cho mọi người xem. Thì Thuận xin nói cho trước cho mọi người luôn, thì hiện tại chiếc này đang đi được km đó là 12.000 km, gần sang số 13.000 km nha mọi người. Thì đó, một chiếc xe đời 2018 máy 1.6 turbo, xe ở tỉnh nhưng mà rất là mới. Riêng cái điều hòa mở lên là còn mùi cái nội thất mới của xe luôn, như là mọi người đi xem xe trong showroom gì đó. Đó. Bây giờ Thuận sẽ đi quay một vòng ở bên xe cho mọi người xem. Nước sơn màu trắng rất là bóng loáng. Đó. Xe này Thuận mới về hồi trưa đây luôn nha, là Thuận làm luôn video cho mọi người. Bản 1.6 turbo sở hữu cái vành mâm rất là lớn, vành 19 inch nha mọi người. Thì xe cũng có trang bị các option đầy đủ cho mình rồi, có dán phim 3M xịn nè, có luôn bệ bước rất là chắc và cứng nha mọi người, có lót sàn 5D cho mình luôn. Xe có lót sàn đầy đủ cho mình hết, bọc sàn đó. Trong đây là nội thất của xe, có luôn cái miếng lót chân đó. Đây, sẵn tiện mình sẽ đi kiểm tra cái đầu xe nè. Đây, nước sơn rất là bóng loáng. Thế này là xe về Thuận chưa có rửa luôn đó. Các đèn cái nè, các màu đèn nè, mọi người nhìn sơ cái ánh đèn trên chiếu sáng nè, nó có ánh 7 sắc cầu vòng nè đó. Xe này rất là giữ kỹ, nhưng mà có cái điều khoang máy là anh chủ anh không có rửa thôi. Tí Thuận mở khoang máy cho mọi người coi. Thì xe cũng có chạy xước một sơ ở cái phần cản đằng trước gần cái đèn led nè, có chạy sơ, nhưng mà cái này không sao, mình có thể dặm tuốt lại được cũng được. Đấy, những cái vết nhựa như vậy ở dưới đây là không có bị chày đó. Mọi người xem nha. Rồi, độ dày của lớp có là còn rất là nhiều nè, tới hơn 80% của xe đó. Đây, xe sở hữu cặp mâm lớn vành 19 inch. Rồi, đây là thông số lớp của xe 245/45R19. Đó. Hiện tại đát của xe cái vỏ này là đời 2017 nha mọi người, tuần thứ 47 đời 2017. Đó. Vỏ zin theo xe luôn, tất cả là còn vỏ zin, 5 bộ vỏ zin và lốp suku là chưa có hạ luôn nha. Đây, có nhiều khách đó, họ đi dòng xe của Hyundai nhưng mà họ ít về vệ sinh cái đường thanh mạ chrome này, nên nhiều khi mình rửa xe về hoặc là xe nó dính một cơn mưa á, cái phần mạ chrome này nè, nó bị ố loang loang, mọi người nhìn rất là xấu. Nhưng mà đây mọi người thấy không, rất là còn bóng loa loáng và mới đó, không có bị một vết ố nào luôn đó. Riêng cái phần mặt ca lăng này là rửa rất là kỹ, là mọi người biết anh chủ xe là như thế nào rồi đó. Xe này là xe tua cá nhân nha mọi người, có một đời chủ từ trước tới giờ đó. Trang thiết bị nội thất trong xe rất là mới. Hai ghế ở đằng trước đều là sở hữu đó là ghế chỉnh điện hết. Phanh tay trên xe là phanh tay điện tử luôn. Màn hình zin theo xe rất còn rất là mới. Đó, đây là nội thất của xe nè, mọi người thấy không? Rất là còn là mới nè. Cái phần mặt ghế nè, căng và bóng, không có nhăn. Đây, những cái vết đây là cái thường mình lên á, mình sẽ ngồi tị trên đây, nhưng mà đây nó không có bị nhăn luôn, mọi người thấy không? Xe rất là còn bóng và mới, mùi xe là như mùi xe mới luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi kiểm tra sơ về các đường keo chỉ của xe coi nó có vấn đề gì không này mọi người nha. Đó. Những đường keo chỉ vẫn còn là đầy đủ hết, không có hiện tượng là đâm đụng hay cửa mới. Xe này còn mới tinh luôn, nó chỉ thiếu mỗi đúng cái thùng là như trong hãng chỉ bước ra mọi người. Xe bảo dưỡng đầy đủ ở chính hãng hết luôn. Đây là những con ốc ở đằng sau, cánh cửa sau nè, vẫn còn là không có hiện tượng mở ra hay là sơn này được làm lại gì hết. Rất là ok nha mọi người nha. Đây là cánh cửa đằng sau. Những đường keo chỉ cũng rất là mới nè. Đó.
Nó hàng ghế đằng sau cũng rất là sạch sẽ, nội thất trong xe bóng loáng như mình á đó. Xe có trang bị cho mình đầy đủ là dán phim rồi, có luôn cái bộ bao tay lái xịn luôn nha. Tại vì khi bên Thuận kiểm tra xe là sẽ tháo bao tay lái ra kiểm tra vô lăng là có sử dụng nhiều hay không đó. Thì xe nó còn vô lăng, bao vô lăng luôn thì Thuận sẽ để lại cho mọi người luôn đó. Đây là phong cũ của đời 2018 nha. Có trang bị đầy đủ cho mình đó là camera lùi nè, cảm biến va chạm nè, lipo này là lipo đôi luôn nha mọi người đó. Đây đồng lipo đôi rất là đẹp. Cốp là dòng này là cốp điện luôn. Dưới đây là bánh phụ mọi người nha. Rồi bánh phụ này là chưa sử dụng luôn, rất là còn sạch sẽ nè. Những đường keo chỉ, ke đường chỉ nè, sơn nè vẫn còn là mới tinh luôn. Xe này không biết anh chủ anh có sử dụng nhiều hay không, mà hầu như nếu mà theo Thuận thì như mấy anh đi lấy xe là mấy ảnh kêu là anh này là anh chỉ có để ở nhà thôi, đi lòng vòng ở Đồng Nai thôi, gần nhà không có đi đâu xa hết. Đây là ở đằng trước đây, những đường keo chỉ của mình vẫn là cục kê mới. Mọi người có thể tới Bình Thuận xem xe trực tiếp luôn, thì mình sẽ đánh giá luôn chất lượng của xe nó như thế nào, đã có đúng như Thuận nói hay không. Xe thì vẫn đủ hai chìa khóa và có thể là sang tên là cho mình toàn quốc nha. Nếu những khách nào ở Đồng Nai thì mình có thể ủy quyền lại để sử dụng tiếp cũng được. Biển số xe là cũng khá là đẹp. Đây, đã odo trên xe là 12.000 km. Rồi, mình xem. Công tác nâng cao. 12.448 km. Xe thì đang chuẩn bị tới kỳ bảo dưỡng tiếp theo. Đó. 2 năm. Trong vòng 1 năm đi có tầm khoảng là 6.000 km. Này các mọi người xem nè. Ngay cái góc chữ A của vô lăng nè, nó không có bị bóng nè, rất là còn sần mới. Không có một vết nào sần hết. Vô lăng như mới ở trong hãng ra. Màn hình xe thì còn nguyên keo chưa có bóc này mọi người nha. Cái này là còn nguyên zin luôn quá. Đây là màn hình zin của xe luôn nha mọi người. Các nút điều hòa auto tự động nè, vẫn còn có cái lớp keo bọc ở phía ngoài hết. Xe thì cũng mới đăng kiểm và đường bộ lại tới tháng 6 của 2022 hết, nên mọi người yên tâm hết. Xe thì có hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh sunroof. Nó y chang như là phiên bản mới, bây giờ là phiên bản Philips đều sở hữu cửa sổ trời sunroof toàn cảnh. Rất là lớn, mọi người xem. Rộng thoải mái, mình có thể đi du lịch thoải mái cho mọi người hết. Chiếc xe rất là còn mới, cứng và bóng loáng. Mọi người mua xe có thể yên tâm. Thì hiện tại giá của chiếc này Thuận đang bán là 845 triệu. Thì giá có thương lượng tí cho mình nha. Rồi, giờ mình sẽ đi kiểm tra về phần khoang máy và nắp capo nè. Có bị vấn đề về đâm đụng hay là cái gì ngập nước hay thủy kích hay không. Đây, phần khoang máy thì cũng khá là bụi bặm, Thuận chưa có rửa cho mọi người luôn. Thì tí nữa Thuận sẽ rửa sạch sẽ cho mọi người có lên trên xe thì cho nó cũng ok nha. Đây. Thì mà xe ở tỉnh mà cái mùi cái màu này là màu đất, bụi đất thì mọi người có thể yên tâm không có vấn đề gì. Vẫn đường keo chỉ ở trên nắp capo vẫn còn là nguyên hết, không có hiện tượng đâm đụng gì. Những đường chỉ còn nguyên zin, những con ốc vẫn còn rất là ok hết nè mọi người nha. Ở trong đây là hệ thống của động cơ máy, bên đây kia đó là hệ thống turbo. Đây, rất là còn đầy đủ, những vết sơn trên ốc của trong xe vẫn còn là còn hết luôn, không có thay mới hay làm gì hết.
Thật ra nếu mà mình đi gia đình dòng cỡ tầm 5 người hoặc là 5 người trở xuống thì mình có thể lấy chiếc này. Một chiếc xe lướt nhưng mà rất là còn mới và giữ rất là kỹ. Đó. Thì Thuận xin nhắc lại thông tin của xe. Đây là chiếc Tucson đời 2018 phiên bản 1.6 Turbo. Xe đi được 12.000 km. Giá xe đang bán là 845 triệu. Thì mọi người có thể tới bên Thuận xem xe trực tiếp và thương lượng giá. Thì xe này vẫn có thể hỗ trợ vay cho mọi người. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với Thuận cũng được. Rồi, mọi người tới xem xe tại địa chỉ là 642B, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức nha. Thì mọi người khi trước khi tới có thể alo cho Thuận trước để Thuận đón mọi người. Rồi, thì mọi người có thể cần những thông tin gì của xe, giấy tờ hoặc là hình ảnh chi tiết của xe hơn thì cứ bình luận cho Thuận và liên hệ với Thuận qua số hotline phía trên. Và mọi người hãy đăng ký kênh và nhấn vào subscribe để theo dõi những video tiếp theo hoặc là những xe tiếp theo Thuận sẽ về. Nếu như mọi người cần những dòng xe nào thì cứ theo dõi kênh của Thuận nha. Và cảm ơn mọi người, xin chào mọi người và hẹn gặp lại.